sức khỏe và có một ngày thật vui. Hôm nay Cathy lại đi câu cá đây. Và để coi Cathy bắt được những con cá gì. Mọi người cùng đi theo câu cá với Cathy nha. Hôm nay Cathy đổi điểm câu chút xíu. Đây là cũng cái khúc của khu nhà sàn luôn đó mọi người. Thì để coi ở khu này có gì không mọi người nha. Đây sát với cái đường xe lửa. The baby red. Hả? Yeah. Ồ, con này cũng không có baby đâu. Con này cũng bự. Con này cũng bự á, nhưng mà bữa nay thả nha. Cái này size bao nhiêu? Con gì vậy? 20 nó lấy được. Thả nha. Thả nha. Thả đi. Something else. Red. Oh, it's red. Em này có 17 inch à. Drum. A ship head. Ship head. So. But it's smaller. So. So.
này còn nhỏ lắm. Em này để coi cái em này mười mấy in. Em này phải 14 in mới bắt được. Để coi cái độ 14 luôn nha. Đấy, nó quậy vô cùng. Rồi, để đằng sau đo. Đo nha. Em này mới có 12 à. 13, 12 rưỡi. Đây là cá ba gai đây. Cho đổi chút cho anh em coi. Cái này khỏe lắm. Cái này nó mạnh lắm. Đó. Này khỏi cần đo cũng biết là khoảng chừng 15, 16. Em mới tuổi 16 à. Thành ra tuổi 16 là phải thả rồi. Bye nha. Lát kéo trời. Rồi, thả đây.
biển ở đây phải nói là tuyệt vời luôn. Nước mềm, giòn, đã luôn. Ngon quá. Cuốn ngon lắm. Khi mà bố mẹ ăn á là bất kỳ á, cuốn cưng á là nằm một chỗ luôn, không bao giờ ngó ngàng gì tới đồ ăn hết. Kêu là cô chảnh á. Cô chanh, cô chảnh á. Tuyệt vời, giòn, mềm, ngon. Tôi thì ở đây làm rất là hấp dẫn luôn. Không thể nào chê được đâu được. Mời cả nhà. Thank you for supporting my channel.